Hello, em chào các bác nha. Ngày hôm nay em bố trí 3 dàn cày chào Phan Lâm tầm trung chuyên bãi lên đường phục vụ cho bà con anh em Cát Bà, Hải Phòng và Hòa Bình cũng như là Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Cầu xuống đeo rút được ra đây. Nó phải gần chỗ tới hàm nên nó mới cân. Nữa đi. Đó. Chưa cân đâu. Đấy. Thank you.
xem. Rồi rồi được. Ông buộc lại cho khác. Buộc nó lên trụ trên này mới là được. Kéo chân. Cho đến đeo cân. Ông cho nó lên cái thằng này. Đấy cứ để thế xong móc chéo về đằng này. Đấy.
cái càng của dàn phay quên rồi nhé. Áo đây nó có hút nước không? Bên em trời mưa gió đổ hàng cho anh em khá là vất vả nhưng mà cũng xong ba dàn cày lên đường. Em xin cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi video của em, đừng quên có follow cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Em xin chân thành cảm ơn, kính chào và gặp lại tất cả bà con trong clip tiếp theo.